Đói vàng anh em ạ, bên kia hết vàng rồi đấy. Tôi nghĩ là bên kia đào một bãi vàng cái thời điểm này thì là yếu lắm rồi. Vâng, đúng là họ đang phải đi chiếm lại vàng. Nếu như thời điểm này có soi tham lại, tôi tin rằng tham ông này phải đè có lẽ là gần 82 đến nơi rồi. Greg đối đầu với Greg. Quân là khá cưng. Greg đối đầu với Greg nha anh em. Vâng, hai Greg đối đầu với nhau thì chắc chắn là có những tình huống đánh theo kiểu dài hơi rồi. Trừ khi là map kiểu bị chênh lệch cho một bên. Vâng, đây là 10 trên 12 dành cho người cầm Greg ở trong trận thi đấu này. Hai Greg đối đầu với nhau. Hoàng Hữu Long đụng độ với cả Nguyễn Quốc Bảo. Và trong lần đụng độ đó thì người thua là Long. Và ngày hôm nay họ tài đấu và để xem. Trong một cái thế trận mà cả hai game thủ cũng không còn có bất kỳ một cơ hội nào để sai nữa, họ cũng cần phải buộc thắng trước đối thủ của mình. Thì mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào? Liệu rằng Long sẽ tiếp tục trượt dài, hay đó sẽ là những tình huống lội ngược dòng ngoạn mục đến từ vị trí của Hoàng Hữu Long? Thì có lẽ câu trả lời sẽ có ở trong trận đấu này thôi. Và trận đầu phần nào đó đã vâng cho thấy được sức nặng của hai game thủ rồi. Khi mà trận đầu quân rất cân luôn, hai con Greg phản ánh đúng kỹ năng của cả hai game thủ ở trong trận thi đấu này. Vâng, 25 trên 28 đến từ vị trí của Bảo Bubi. Hy vọng là ngày hôm nay Bảo, từ nãy giờ căn bản là Bảo đang để thua thông 7 trận với đối thủ của mình trước đấy. Nên thời điểm này Bảo cần có một chiến thắng để có thể vâng lấy lại được cái tinh thần kia đã. Tinh thần nó đang uể oải anh em hiểu không? Tầm này nó phải có tinh thần thi đấu cái đã. Sĩ khí nó đang hơi đuối khi mà để thua. Vâng,
Vâng, trận này lên đời thế này thì khê nha. Ông này ngày hôm nay có cái căn bản là tôi nghĩ là bạn bảo Bubi này ngày hôm nay không chịu tắm rửa thay quần áo anh em ạ. À. Chắc trời lạnh, tiết kiệm nước nóng ngày hôm nay không tắm mà ngày hôm nay thời tiết bình thường mà đâu có lạnh lắm đâu ta. Đâm ra là bài ông này auto từ nãy giờ ba đồ ăn tìm ra sớm, đồ thứ tư không có, đâm F3 toàn lỗi. Ê chị lệ. Anh em đang xem cho phím một cái đâu hết rồi nhỉ? Không thấy anh em chát chủng cái gì buồn quá. Vâng, Hoàng Hữu Long chết một dân ở trong trận này luôn cho nó cân. À. 26 trên 28 đến từ vị trí của Greg. Đây là BL và đây là BM, 11 rưỡi. Vâng, hai ông thần lên đời như nhau ở trong trận này, không có sự chênh lệch gì cả. Ngoài những thể có mưa không nhỉ? Hai mươi bảy trên 28 dành cho Bảo. Bảo con giò và đang vào xuất phát. Vâng, nâng cấp chặt gỗ, xác định trận này là đánh dài hơi. Hai người Rick thì thực ra là cũng chả có cung cung A một áo đâu, chủ yếu nâng chặt gỗ để phát triển thôi, và sau đó thì châu dân đập phù. Rick chuyển bài thì có bài gì nhỉ? Bãi vàng để hở đến từ Hoàng Hữu Long. Lọng là một game thủ mà hình như vô địch mùa 2 thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm. Vâng, bên kia hóa đời vào 14 phút, như vậy là lên đời cũng là tương đối muộn. Vâng, chúng ta còn muộn hơn cơ. Vâng, trận đấu này lên đời tranh nhau 10 giây, tôi tin rằng trận này phải 30 phút ạ. 30 phút anh em nhé. Rất lâu. Vâng, đây là 38 trên 44 dành cho Bảo Bubi. Vâng, trận đấu thì vẫn đang giằng co với một timeline mà tôi cảm giác như Bảo đánh trận này bình tĩnh hơn so với đối phương. Sự bình tĩnh đó phần nào có thể sẽ giúp cho
Bảo có thể vâng khỏe. Xác định đánh kiểu như này thì bạn cần phải có một cái nền tảng vững chắc. Không nên vội vã làm gì cả, dù sao vội vã thì chúng ta cũng chả ăn tươi nuốt sâu đối phương nên không nên vội. Đây đang là 3P, có chém kẹp phù. Cảm giác thế chủ động đang thuộc về bà, mặc dù em là người lên đời muộn hơn nhưng ở thời điểm đầu do việc có sát thương. Vâng, nên là Bảo đang là người có được lợi thế. Bên kia đã chủ động đào bãi vàng 2 từ siêu sớm, vậy vàng ở trong trận này cũng là lợi thế dành cho Bảo. Tham lai là 39, Bảo bắt đầu mang dân của mình lên, cần thiết thì sẽ cần phải vụt phù của đội bạn. Vâng, đây là 39, vâng, tình huống dâng phù và bên kia thì cũng đã lập tức mang dân ra để vụt những con phù thủy đang đẩy rồi. Nhưng bên này có chém kẹp. Tôi đang cảm giác như thế trận đang nghiêng về Bảo bút bi để Bảo có thể vâng có được tỷ số 1-0 trước đối phương là Hoàng Hữu Long. Dường như lần tái đấu này Bảo vẫn đang là người thi đấu một cách rất hiểu đối thủ của mình. Hoàng Hữu Long mặc dù đã tái đấu và lần trước thì thua nhưng có thể lần này cũng là thua nốt. Đây là 43/44. Tham bên kia với việc mang dân ra quẩy và không có được một nền tảng vững chắc thì tôi tin rằng bên kia tham có lẽ là bái ích thôi. Nhưng cuộc chiến về phù thủy thì đôi khi chênh lệch 10 tham lai đó chưa chắc đã phải là một chênh lệch có lợi thế đâu. Bởi vì chơi phù nó rất ảo, một người thì mất tham, một người thì tăng tham, nó đổi chiều kiểu như thế. 43/48, lại mang dân ra vụt nhau tiếp. Vâng, tiếp tục tăng dân ra để đào vàng. Bên kia vàng yếu, phế được bãi vàng là hợp lý nhưng hãy cẩn thận, chúng ta cần phải trâu thêm phù. Bài bên kia không đào được vàng thì tôi nghĩ là phù họ không nhiều bằng bên mình. Vâng, cứ trâu phù ra bài này, sóc chém ra là ra phù chết ngay. Tầm này không phải là đất diễn cho những con chém mà tầm này là đất diễn cho những con phù thủy. Đây là 55/56 dành cho Bảo bút bi. Tầng tham bên kia thì có lẽ đang khoảng 4x thôi. Thế trận thì có lẽ rằng là chúng ta vẫn đang có lợi thế nhưng cũng không được phép chủ quan. Lợi thế nó có thể vâng quay đầu bất kỳ lúc nào. 57/64 đang là tham lai hiện tại của Bảo. Sáu mươi một trên 68, vâng, sang tận nhà đối phương để đào vàng. Như tôi đã phân tích ngay từ đầu rồi, ở thời điểm này cái chiến thắng nó là rất quan trọng dành cho Bảo. Khi mà chúng ta có thể nhìn thấy được sau nhiều trận thua thông, ở thời điểm này cần có một chiến thắng để sốc lại tinh thần. Vâng, bên kia đánh bằng T ạ. Vâng, đánh bằng T, nhưng mà với lượng phù thủy đông như thế này và lượng T ít ỏi thì tôi nghĩ rằng là tầm này phù cả T và mang tí quẩy ra để mà quẩy cũng là được. Sáu mươi sáu trên 72 đang đào đá để chuyển quẩy. Dân ở nhà thì vẫn đang là rất đông. Vâng, quẩy thì có cái chiêng, có cái chiêng đồng thì đúng là mấy con tê ném chắc là gãy cả tay. Tiếp tục tăng thêm nhà BB. Tham có lẽ là nhìn hơn khoảng 2-30 tham lai rồi. Đấy là tôi cảm giác như thế thôi, bởi vì tôi nhìn thấy Hoàng Hữu Long đánh ở trong một thế châu phù mà từ nãy giờ không thấy có vâng quá nhiều phù, cũng không thấy có quá nhiều dân. Sau nhiều trận thi đấu thì anh ta mới có mấy cái BP. Tám mốt trên 88. Ready, 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 ready
Một thế trận là rất dù ngủ sau 30 phút thi đấu. Nhưng mà đánh kiểu này thì xác định là phải đánh thế thôi, không thể nào mà có thể đánh one hit được. Đánh theo kiểu chiến thuật tầm ăn dâu, cứ mỗi lần lấn lên tí là hợp lý. 91/92. Vâng, bên này thì vẫn đang mang quẩy cháo ra để quẩy cả dân. Rõ ràng là đợi chờ bên kia chuyển cung tê rồi bên này chuyển quẩy là hợp lý, mà hình như bên kia lại có đánh châu tê ạ. Vâng. Vâng, sau đó thì lại ra chém, nhưng mà tầm này chém thì tôi nghĩ rằng là 3P sẽ giải quyết được vấn đề của chém thôi. Quẩy thì giải quyết được tê, nghĩa là vẫn là một bài khắc chế đối thủ hoàn toàn đến từ vâng bạn Bút Bi. 94/92. Vâng, mid air chân lực.92/100. Còn bên kia mang chém ra để có thể chém được quẩy và chém được dân, nhưng tôi nghĩ rằng là tầm này sóc chém ra thì không khác gì là hiến cho đội bạn cả, bởi vì bên này có phù thủy chém không nổi. Trần Nguyễn Duy Thanh, Trần Nguyễn Đình Phúc nhá, cố lên. À vâng, trận đầu đang thấy căng nhưng mà bên này đang có cửa thắng đấy. Nói chung là bên kia chuyển tê nhưng mà bên này chuyển quẩy. Đánh quẩy thì có phải là chuyển, anh em đóng BB đảo đá là xong rồi, chả phải chuyển. 82/104. Vâng, tiếp tục đi quản vàng ở trên bản đồ. Ở trong trận thi đấu này thì cái lợi thế về map đấu vẫn đang thuộc về Bảo. Bảo đang chiếm được toàn bộ cái map đấu này, quản được cả vàng nữa. Vâng, bên kia thì thấy thốn lắm rồi, không thấy có cái gì đến từ vị trí của Hoàng Hữu Long cả. Khả năng là thắng trận này đấy anh em ạ. Tỷ số có thể sẽ là 1-0 dành cho Bảo. Và cuối cùng sau 7 trận thua thông đầy cay đắng thì Bảo đã gửi thế mùi chiến thắng. Trận này tôi nghĩ là thắng rồi. Trận này Bảo đánh hay hơn so với Long. Vâng, Long ở thời điểm này đánh tê bị quẩy tràn chết rồi. Vâng, đây không phải là cho son hay là ca tha thì còn có cung A một áo. Cố lên nào. Vâng, 96/108, thắng rồi đấy. Hoàng Hữu Long vẫn đang cố gắng để dãy ruộng. Vâng, bây giờ sóc chém mà tôi không biết là anh này có đủ vàng để có thể ra chém và thi đấu không với chi lệ. Tham lai bên này là 101 rồi. Vàng đang quản được làm tên lên 4 không? Lừa lừa làm được tên lên 4 là ngon đấy. 93/108. Vâng, bên kia cứ sóc chém thì mình cứ làm tí phù ra thôi là ăn mà. Vàng thì mình đang đào được nhiều. Bên kia vẫn đang cố để chiếm được cái bãi vàng, như vậy là khả năng đói vàng lắm rồi. Đói vàng anh em ạ, bên kia hết vàng rồi đấy. Tôi nghĩ là bên kia đào một bãi vàng cái thời điểm này thì là yếu lắm rồi. Vâng, đúng là họ đang phải đi chiếm lại vàng. Nếu như thời điểm này có soi tham lai, tôi tin rằng tham ông này phải đè có lẽ là gần 82 đến nơi rồi. Vâng, 88/108. Bên kia thì vẫn đang chơi bằng dân. Vâng, bên này thì vẫn đang đánh bằng đủ thứ cả. Nói chung là đội bạn chuyển bài thì mình chuyển đến khác thôi. Họ đánh chém thì mình sóc phù, họ đánh tê thì mình đánh quẩy, lực khỏe hơn mà, quân như nhau mà, chả có gì mà phải vội cả. Vâng, 97/108. Thời điểm này với cái timeline có lẽ là bằng một nửa, không biết là đánh kiểu gì đến được vị trí của Hoàng Hữu Long nhỉ. Soi timeline phát được cho khán giả có cái nhìn tổng quát hơn không, hoặc làm turn lên 4 định được.
1-0. Vâng, đúng là kết quả thì không có sai số ở trong trận vừa rồi. Bảo đã có một trận chiến thắng cực kỳ quan trọng trong lần tái đấu lần này với cả Hoàng Hữu Long, để có thể mang về tinh thần sĩ khí sau khi để thua 7 trận thông trước đối thủ trước đó là bạn Bảo.